Sáng ngày 25 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết, địa phương đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với ba hộ dân ở ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm, thực hiện dự án khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm với diện tích 173,53 ha. Đây là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, khu dân cư làng nghề mới. Các hộ bị thu hồi đất gồm bà Phù Thị Đẹp, diện tích 21.654 m2, ông Trịnh Văn Định diện tích 2.306m2 và ông Đặng Phú Quây với hai thửa đất tổng diện tích là 3.999m2. Địa phương ghi nhận hiện trạng đất thu hồi của bà đẹp có 3 căn nhà gỗ, mái tôn, vách tôn. Riêng diện tích đất cưỡng chế của ông Định và ông Quây trồng cây tràm bông vàng không có nhà ở. Trước đó, ngày 24 tháng 4, người dân đã tự tháo dỡ công trình vi phạm trước khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế. Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc khuyến cáo người dân, các tổ chức cá nhân tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư mua bán đất ở địa phương. Liên quan đến 79 căn biệt thự xây trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc dự kiến cưỡng chế thêm 3 căn biệt thự vào ngày 6 tháng 5.